YouTube nha. Ừ. Nay bé sợ quá trời lì xì luôn ta. Có lì xì cha không? Cha 4 năm kéo đi là con tặng nhất gì chị luôn ta cha. Nhưng con chết trong hả? Hả? Con chết trong mà tặng cái gì nha, con chết trong mày tặng rồi. Chết xong mới tặng lì xì cho cha hả? Dạ.